Rất là nhiều rễ cây luôn các bạn ơi, rất là khó đào luôn. Thì mình sẽ lấy đất sét này mình nắn đồ chơi nha các bạn. Đây là đất sét nè các bạn. Sét nó có màu trắng vàng vàng. Mình sẽ cho nước vào mình nhào lên nha các bạn. Rồi sau khi một hồi nắng thì mình sẽ được cái cục đất như cái gì các bạn. Đây cục đất sét là mình đã nhào cho nó dẻo rồi các bạn. Còn này mình chưa có nhào xong. Đây có hai cục. Thì mình sẽ dùng cục đất sét này mình nặn đồ chơi thời thời xưa các bạn, thời mấy đứa trẻ hồi xưa chưa có đồ chơi á, nó nặng đất sét này nó chơi. Còn bây giờ xài đất nặng là bằng sáp luôn các bạn. Thì sau khi mình nắn xong nó ra hình như vậy nè các bạn. Mục đích mình chơi đập tô hú này là nó thứ nhất là làm cho đất nó dẻo hơn các bạn. Mình dễ nắn đồ chơi hơn. Thứ hai là mình mục đích là giải trí. Trong khi chờ đợi mình nhào đất á, nhào xong cái mình nắn thành này cái mình đập cho mình gom lại. Mình gom lại cái mình nắn tiếp đó các bạn. Đó xong rồi nè. Là đất nó mềm. Cái lỗ nó nhỏ. Mình đập xong rồi cái mình gom đất lên mình nhào lại các bạn. Là đất nó dẻo và nó mịn hơn. Cái này nấu lớn các bạn. Lỗ chà bá luôn. Rồi sau khi mình đã nhào chuẩn bị mấy cục đất này nó dẻo tay hết rồi các bạn. Mình tiến hành nắn những cái món đồ chơi mà thời trẻ trâu của mình thường hay chơi đấy các bạn. Thời của mình nha.
thời năm 93, 95 rồi đó, 93, 94, 95 rồi đó. Thời đó đâu có đồ chơi nhiều đâu các bạn, toàn là nắng đất sét mình chơi không à. Thì đầu tiên này mình nắng chiếc xe các bạn. Chiếc xe là mình nắng đơn giản nha các bạn ơi. Đó, đầu tiên là mình nắng cái hình chữ nhật trước các bạn. Đó là cái khung xe nè. Bạn thấy ra cái mô hình xe chưa? Thì lúc trước mình nắng theo kiểu gì không các bạn? Nắng đơn giản. Tại vì mình hồi xưa mình chơi là thường mấy chiếc xe này mình phơi khô rồi các bạn, cái mình kéo chạy mình đụng lộn nhau á, nên mình nắng cái mẫu này nó khả năng đụng không có bể. Mình sẽ dùng cái cây mình xỏ ngang các bạn. Xỏ ở đây hai bên đây nữa mình gắn cái bánh xe vô. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm bốn cái bánh xe các bạn. Đó, cái mẫu xe giống vậy đó các bạn. Thì trên cái bánh này mình cũng vùi cái lỗ các bạn. Nó mình gắn cái cây vô. Rồi tiếp theo mình sẽ trang trí cho xe các bạn. Mình sẽ dùng cái cây này mình vẽ nha. Mình vẽ cái lằn cửa sổ nè. Xe hơi mà. Đại khái giống vậy các bạn. Còn mình trang trí cái đèn này á, thì mình sử dụng cái bông bạch đằng các bạn. Ở xung quanh này bạch đằng nhóc vô mình lượm cái bông đó. Rồi ở đây mình có bông bạch đằng và trái bạch đằng các bạn. Trước mình gắn bóng đèn các bạn, hai cái bóng xi nhan đít nha các bạn. Do cái xe không có cái gì để kéo nên mình sẽ cắm cái cây này nha các bạn. Nữa mình cột cái cọng dây mình kéo nó. Rồi tiếp theo là đối với mấy đứa nữ các bạn, nó thường nó nắng nồi niêu son chảo chén rồi đó để nó chơi nhà chòi các bạn, thì mình sẽ nắng cho các bạn xem luôn nha. Đầu tiên là mình nắng cái nồi đi, nồi cơm các bạn. Đây là cái nồi đó các bạn. Gắn thêm hai cái quai mình làm cái nắp nữa là xong rồi các bạn. Nó đơn giản vậy đó. Thì mình nắng thì mình phơi khô là mình có thể chơi. Rồi đây là cái nồi đó các bạn ơi. Chở nắp ra. Đây lại. Rồi có nồi thì phải có chén nha các bạn. Mình sẽ nắng chén luôn. Rồi xong bốn cái chén. Rồi tiếp theo là mình nắng cái lọ các bạn. Cà ràng ông ta. Để thử cái nồi lên cho các bạn xem.
nồi cơm, nồi cơm không cần gàng, để cho nó nào nó khô mình mới lấy lên các bạn. Rồi mình sẽ để lên đây cho nó khô các bạn. Nào nó có nắng khô. Đây là cái bọc đất sét hổm mình nặng nè các bạn. Cái xe với mấy cái món đồ chơi. Cho hôm gà nắng yếu trời mưa hoài không có khô nổi các bạn ơi. Nó mới khô được nhiêu đây thôi. Giờ mình sẽ gáp chiếc xe này chạy thử cho các bạn coi nha các bạn. Rồi mình xỏ qua. Rồi tiếp tục quấn đầu này. Rồi xong cái xe này các bạn. Đó. Bốn bánh luôn. Mình sử dụng cọng dây này mình cột vô cái đầu mình kéo nữa. Rồi mình sẽ test thử cho các bạn xem xe chạy thế nào. Rồi, chạy rất ok luôn các bạn. Không có mất tiền mua. Dễ làm. Chỉ cần gia công nắng, phơi nắng là có xài các bạn ơi. Còn đây là cái mấy cái bộ đồ của mấy đứa gái ngày xưa nó chơi các bạn. Trên nhà trời nè, này là nắp nồi nè. Nồi và cái lò. Này là mấy cái chén. Thì mình nắng đại khái mấy cái này các bạn, còn nhiều lắm, chảo rồi muỗng rồi đủ á, khi nắng bánh các bạn,
bánh bao chè đó nó nắng nhiều lắm, mình chỉ nắng được hai bộ này với chiếc xe đó. Xe thì để mình kéo nha các bạn. Chạy ok luôn, nghe luôn, lôi luôn.